ba chục ngàn cũng bán được. Bị mặt mang rồi. Thôi thôi đi chị. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Thưa quý vị các bạn, Trung đang ở cảng cá Vàm Láng, thuộc đây là một cảng của Tiền Giang, nó thuộc huyện Gò Công thưa quý vị nha. Thì cái cảng cá này đặc biệt là nó ghe vô thời điểm là tầm cỡ 12 giờ 1 giờ chiều, khi mà nước bắt đầu lớn lên á thì các ghe bắt đầu mới từ các ngoài đi vô. Những cái cảng cá này thì cảng cá này quý vị là các ghe này đây chủ yếu là những cái ghe nhỏ, tầm trung vừa nhỏ thôi, và đánh bắt là trong một ngày, tối đi thì tầm buổi trưa mới vô. Đây là những chiếc ghe đang neo đậu quý vị nha, và phía bên kia quý vị sẽ là những chiếc ghe mà sẽ đi vô cập bến liên tục như vậy. Bây giờ Trung sẽ tới cập nhật tình hình cũng như cho bà con xem cái cảnh mà hoạt động của những chiếc ghe tàu khi mà cập bến và căng cá, rồi những hoạt động của bà con mình ở tại nơi đây, những người dân biển gia chất phát, hiền hậu, thật thà và cũng vui tính nữa. Nước mới mà lớn lẹ quá. Ghe mà mới đi bắt vô luôn anh. Mới vô đó, nó mới được. Ờ vậy hả? Là mới vô luôn hả? Là bên đây bắt có nhiêu cá đó hả? Lỗ dòng luôn. Trời ơi, ít quá vậy. Này ít cá quá trời luôn rồi. Ồ, con cua kìa. Quay con cua luôn. Này lỗ dầu luôn rồi. Là đánh bắt gần bờ tối đi xa trưa vô sáng về. Dạ. Yeah. Có canh nước lớn anh ha. Dạ. Chút nữa có nhiều ghe vô nữa không anh? Chút nữa được lắm. Chút được lắm luôn hả? Ồ, thì cần đủ mà cả này cần đủ. Dạ. Cả này đi con nghe. Thank you.
Dạ không, ở Kiên Giang. Ở Kiên Giang. Dạ. Bắt đầu. Có đi qua cạn máy quay cầu người lớn không? Dạ. Bữa nay có vô bá hả? Bữa nay nó có dở mà. Thì lớn như đầu dọn qua bỏ nó rồi. Món ba này rồi món chân ra. Con gì? Con gì hả? Trai. Trai này học lớp 10 hả? Đi làm à? Không còn để học nữa. Này nó ra trường rồi. Đi có hai vợ chồng hả chị? Hai chồng, hai chồng ơi. Giỏi vậy? Hai chồng còn không có tiền mua dầu nữa, áo đó mà muốn á. Lục khe, lục khe. Bể luôn rồi đó. Cái này cái anh gã nó giả lên cho nó chết chắc luôn. Kéo mẹ đi chết rồi. Rồi con nào bắt bỏ rồi, bắt con đi. Ôi chết ta. Lỡ nào, ai dễ lộn quá hả? Còn sáng đêm bên nhau đó, dễ lộn đó. Này đó nó cũng đâu có nhỏ con vậy mà làm cái ngày lớn cũng nổi luôn. Làm cho nó không nổi rồi hả? Làm cái này lên đi. Làm màu biển thôi mà có gì đâu lớn nổi. Để em chú lên đi con. Làm dân dân chuyện con hết nè. Hết rồi, có nhiều đó. Lúc cấp hả? À, dạ. 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 Rồi. Đi bịch lên luôn à, nó đi nó đi. Đi đuôi tôm lên cậu ơi. Để tay đuôi đuôi tôm cho quay có bờ biển dùm láng rồi. Ừ, tôm đấy hả? Tôm. Đi về luôn hả? Nè đó à. Ôi. Cho lộng hai cái khe đi, hai khe lộng xuống lộng tôm đi. Lỗ vậy á hả? Lắc mực nó chen lỗ lụ đi luôn nè. Qua không có vô hả? Qua bị bãi chạy không vô luôn. Bữa nào thấy không có là ở lại luôn hả? Hả? Bữa nào mà nó đánh không có ở lại luôn hả? Qua chạy ra bên Sam á. Ừ, cái xe nó đụng tay không được. Cái xe nó mất mấy lỗ luôn mà. Con chó hả hả? Đi đi nè. Rồi ba cái đó cá xong rồi đó, dinh lên đi. Chó, mấy vịt chơi có bán không? Không. Cái lưỡi khe nó đổ vô luôn đi. Lụp lụp cái sọt khổ con chó luôn. Con chó nhiều lắm dưới đây nè. Mình về cứ mua ốp sẵn cái vô hộp gửi lên cho nó. Chạy về nó lấy vậy nên người ta ăn. Nó học đại học năm cái nước chừng hả? Nó ra trường rồi, nó nghỉ rồi còn có khi nữa à. Ra mà là nghỉ thôi. Sao vậy? Yeah.
đổ ngựa nè, đổ vô. Tôm đợt này quá trời luôn ha. Còn nữa. Hôm qua nay mà đâu có ăn. Hôm qua em mới vô, hôm qua đó không được ngủ đó. Nó đậm nè. Ờ, 3 cây của em đây đó. Từng trốn qua xấu quá anh ơi. Em nghĩ là 2 ngày mà không xấu, 2-3 ngày ra rồi phải rồi. Mẹ được vậy lên nó mình ở đó. Mà không có đủ lạnh á. Cái đá không hà chứ sao không có đâu, đá như nhóc không. Ốc lên quá trời đá. Ở phía xa kia là có những chiếc ghe đã vô rồi á, bây giờ bên đó đang lựa cá phân ra rồi mới cập bến bán quý vị nha. Biển nó bự quá trời bự luôn rồi. Cái đó là cá rô. Cá rô biển của anh. Dạ, dạ. Bự quá trời bự rồi. Cái này con bự dữ quá.
là sắt cá. Heo hai cá luôn. 15. Heo còn 5. Này bắt toàn tôm không ha. Trời trời.
lấy là anh lấy, còn ghe mà mới không à. Nha, để nó lấy cái anh lấy, đừng lấy luôn cá. Mày cho nó lấy ra bụi cá, đúng không? Cho nó lấy thì cho lấy nguyên xe luôn. Bán bụng mà lụm mà, giờ lụm sâu 60 được không? Mày sao? Con 60 không lựa đi. Có, hỏi chủ ghe, cả chủ ghe nhiều khi bị khùng khùng chửi Út quá. Con nó mắng Út nó dầu lên đó mà, tụi mày không hiểu, tại Út nói vậy đó. Con nói chủ ghe khùng luôn á. Nó đi ngoài bên luôn, cho nó dớp đá mình lên. Ghe này có hố nhiều ha. Chồng hai cái lại cân giá luôn. Cô đang lên đây mà giùm tôi nha. Rồi ok. Cô đó cắn không vậy? Hả? Cắn không? Nó có cắn nó kẹp rồi đâu, ông đưa tay vô thử coi. Rồi không chấm thật. Ồ cô bự mà gái càng ngủ quá ha. Ý, chút xíu là thả về nơi. Nó sinh ra rồi. Ông ra. Đồ mẹ tôi phải ông mẹ. Ờ mua ghẹ lừa sao hả? Ở chỗ này nè quay cốt. Dạ. Rồi lo mà quay á. Bán ghẹ mình cào cái lên rác luôn á anh, vừa rác vừa cua ghẹ luôn hả? Có cua có ghẹ có cá. Dạ. Yeah. Tôm là nói luôn. Ồ tôm kìa. Góc sân. Để cái đảo ra đó ra đường đi cầu luôn mọi người. Thì lộn da tôm cũng làm cái này nó khác. Ừ. Anh quay không vậy là đăng lên mạng hả? Dạ. Mình tối mình đi sáng vô anh, trưa vô hả?
Vậy này thổi quá, thổi gió thổi quá hả? Dạ yeah, vô coi thấy kêu luôn kêu kêu qua giờ phải ngồi lửa ra nữa ha. Ừ. Đây hai ba giờ mình đi. Dạ. Yeah. Hai ba giờ đi chị xe xét chiều vô. Hai ba giờ chiều đi. Hai ba giờ phía á. À hai ba giờ sáng đi. Yeah. À rồi giờ là vô. Đây nó hậu quá trời đủ vừa rác vừa tôm là phải lửa ra từng con. Dơ dữ. Dạ. Yeah. Rác dưới biển dơ quá ha. Này ở đây bao của trâu. Dạ, yeah. Đánh được gần bờ không anh? Đánh cũng xa. Lâu về tới đây lắm. Dạ. Yeah. Đây xuống dưới khoảng chắc cũng 2 3 chục lý. Ồ, cũng xa chứ bộ. Một lý là một cây 8 đúng không? Đúng rồi. Ủa sao anh không mấy mà anh rất hay vậy? Dạ dạ cũng từng nghe nói. À đúng rồi, dạ. một lý là một cây số 8 đó. Dạ. Là đúng đó đó. 2 3 chục lý. Một xa chứ bộ ít đâu. Không có cái 50 mà. 30 lý. Không ít nhưng 5 50 cây số. Số luôn rồi. Ờ 2 3 chục lý cũng 50 cây. Anh mấy cho ông này lên truyền hình thường thường á, tại ảnh khoái lên truyền hình lắm. Dạ. Em thấy ảnh khoái rồi đó. Người ta không nấu, người ta không. Đây có hai ông đi gì hả? Hai người. Hai người là hai anh hay là hai vợ chồng? Hai thằng ông đi. À, mấy ghe cái đi toàn hai vợ chồng không mà sao mình đi hai thằng ông vậy? Đây vợ nó đi nó xây sóng. À vậy là bà là không xây sóng ở đây được. Có miền trên á. Dạ. Mấy chiếc kia là toàn là hai vợ chồng đi không à? Cái đó là tao mày ngáy á. Cái đó là không mày ở Long An á. Long An hả? Ở đây thấy cũng có mà. Cũng có ít. Ừ. Lâu lâu cũng có bạn á. Dạ. Yeah. Mà ở đây phụ nữ đi cũng giỏi à, tại cũng kéo mạnh này nọ. Ủa cái giò anh bị tặc á anh? Rồi sao anh mới nhắc cái giò bị tặc tao mất cái dép rồi. Ở đây nè, bà nậu che nó phải lừa vô luôn của nó ăn luôn. Giò đó, giò đi biển á, giò đi biển á. Con giò đó. Bị sao gì anh? Bị dây quấn. Dây quấn cục cái giò hả? Anh bị cục cái giò bị vợ bỏ luôn á. Ồ vậy hả? Ồ, vợ anh bỏ anh luôn rồi. Phải không anh? Hả? Vậy đó đúng không? Đúng rồi. Giờ là ở mình luôn. Ở mình mười mấy năm nay rồi. Có con cái gì không? Có 4 đứa. À, rồi anh nuôi con hay là vợ anh nuôi? Chợ nuôi 2 đứa, mình nuôi 2 đứa. Ồ dạ. Hai mà. Sao không tiến thêm bước nữa đi? Lớn tuổi ai đâu chịu, nó thấy gò lấy gì nó chịu. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Hả? Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 45. 45 hả? Còn trẻ. Đây này bà con thấy không? Cá nó xen lẫn dưới rác là bây giờ lựa ra như nè. Thấy chưa? Là mỗi lần cào ghe nào cào cũng giống nhau vậy anh? Ờ đúng rồi. Trời ơi, có chui ghê dơ hơn. Nhiều khi cào lên kênh lắm rồi. Ừ, làm sao mà giải quyết đống rác này? Có khi nào có rác mới có cá. Có khi sạch lắm, trời thổi này mà nó nổi cháo thôi. Dạ. Thổi quá, thổi rồi. Mà đi xa mấy chục hải lý mà cũng còn rác dưới tời. Cũng còn nữa, mà đường cái lên đây nhiều hơn ở dưới. Ở đây chạy ra tới quẩy tới 10 tiếng hồ mới tới chỗ đánh được. Dạ. 10 tiếng hồ luôn. Wow. Quay lại với ba ơi. Khi vợ ba bỏ ba. Ông đẹp trai chứ bộ. Ừ, đẹp trai mà vợ bỏ. Tóc sao quắn vậy anh? Hả? Tóc tự quăng á. Tự quăng. Tự nhiên á luôn hả? Tự nhiên á. Quá quăng, quá tóc tự nhiên. Ừ. Đây là nếu mà ta bên ngoài ta tưởng là Hàn Quốc á. Ngoài ảnh Hàn Quốc á. Mắt thì khí, tóc thì quăng. Mắt khí, tóc quăng. À. Bên kia là hai ghe đang đua nhau. Để cho mà lấy cài dao cào vậy hả? Đây ghe kia cũng lửa kìa. Thích chiều, thích cái ghe chiều về cái con me. Con me.
còn 2 lít còn 3 lít luôn. Qua đâu? Giá thịt giá. Dạ. Nó lên bị đứt cao là mai rồi. Dạ. Đánh không cực mà thấy lựa cực quá chú ha. Dạ. Có lựa từng con ra khỏi rác nè. Cái ghe này vô cũng phải ngồi không lựa chân ha. Bên kia có gì không? Có những chiếc ghe bên kia không vậy nè. Vô tới nơi là phải ngồi lựa. Quay mới không lên là móc bên qua bên là nhá, quay là con ghẻ mà nó thấy nó quay kiếm nữa. Con ghẻ hả? Trời ơi, chắc ghẻ nó thấy nó thương nó đeo về nó chạy tìm về đây luôn á trời. Ghẻ cũ á anh. Phải không? Cũ rồi. Có ghẻ cũ luôn nha, bà vợ bà nghe bà bính đòn luôn. Trên này là giá lưới luôn hả? Đánh vô hay giá lưới luôn, chỗ này rất là giá luôn hả chú? Lâu lâu mới giá lại. Không dễ gì tét. Thế nên nó tét bự bự quá mình giá luôn ha. Ở nào cũng giá được á. Dạ. Mất thì mình ôm vô. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cái này cái gì chị? Cái đủ hả? Đựng trống ra nữa hả? Để không đi. Cái đồ phơi khô ha. Này mình bán tươi luôn hay phơi khô? Bán tươi gì luôn. Dạ. Thường cái đồ người ta hay phơi khô mà người ta rất là chuộng cái đồ lắm á. Ta ăn cái đồ nhiều lắm. Cái đồ tươi người ta cũng để ăn luôn. Dạ. Phân là 2 cái loại là cái nhỏ hơn hả? Cái bự hơn. Mười ký lô rưỡi heo. Này con lươn anh. Cái này là lịch cũ, rồi cũ nạc. Con gì? Lịch cũ. Lịch cũ hả? Hình như là con cá lị phải nói không? Lịch cũ. Nhìn giống lươn á nha, ở đất bùn quá ha. Là tôm. Cái cá này là cá gì ha? Cái này là cá lưỡi trâu. Lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu nhỏ, còn cá lưỡi trâu rộng. Thường ta chiên, có con cá đấu luôn kìa. Cá đấu biển không anh? Dạ. Con cá đối nằm trên khối đá. Toi luôn hả?
này ít rác hơn mấy ghe kia nè, dễ lựa hơn đó. Bên kia lựa quá trời luôn. Dạ. Bỏ bớt rồi hả? Đây là sao bỏ bớt rồi sao? Dạ. Ồ. Đảo rác ra dọn bớt rồi. Dạ. Lựa ra xong mới chạy qua căng phải không? Đúng rồi. Đây đừng có đường qua quá cái em bị. Đi với tàn. Có cái trang á. Xoay qua sao không? Thì đây là ảnh của người ngư dân tại cảng cá Vàm Láng ở Tiền Giang. Quý vị nha, những hoạt động có thể nói là hết sức là dân dã thường ngày của người dân ở đây. Đến đây Trung cũng xin khép lại video đây luôn. Cảm ơn quý chú anh chị mình đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Trung xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip sau. Và tạm biệt cả nhà hết.